Nhìn những hình ảnh này, nhiều người hẳn sẽ phải bùi ngùi khi nghĩ về tháng 10 năm ngoái. Cả miền Trung ngập chìm trong nước lũ. Cây cối, hoa màu, nhà cửa và cả các tự viện đều chịu sự tàn phá nặng nề của thiên tai. Tuy nhiên, hình ảnh đó năm nay sẽ khó có thể lặp lại. Bởi từ chính quyền, người dân cho đến chư tăng ni các tự viện, công tác phòng chống bão lũ đang là ưu tiên hàng đầu. Rút kinh nghiệm cơn bão lũ lịch sử năm vừa qua đã chuồng phúc và thiệt hại rất là nhiều. Thì năm nay thì chưa tăng chu Hồng Phúc đã có những công tác phòng chống chuẩn bị để tránh thiệt hại như năm vừa qua, như là gia cố các công trình tạm, chống neo giữ những cái cây lớn ở trong chùa. Còn các đồ vật có tải trọng nặng thì quý thầy đã đưa lên kệ để khi mà lục đến hoặc bão đến thì nhanh chóng để công tác chuẩn bị được thực hiện nhanh hơn và hiệu quả hơn trong công tác phòng chống bão lũ. Thực tế, việc phòng chống bão lũ đã được chư tăng ni triển khai gần một tháng trước. Như tại tỉnh Quảng Bình, chư Tôn Đức chùa Hoàng Phúc, huyện Lệ Thủy đã thực hiện công việc này ngay khi nhận thông tin về cơn bão số 5 sẽ ập đến vào hồi đầu tháng 9 vừa qua. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, chư tăng và cư sĩ nội tự đã phải tự tay làm tất cả các khâu cần thiết. Thì nhờ cái công tác chuẩn bị vừa rồi thì cơn bão tháng 9 vừa qua đã không gây thiệt hại gì cho chùa. Một phần là do thì cơn bão chưa lớn lắm, nhưng để phòng chống những cơn bão có sức gió cũng như những đợt lụt sắp tới có thể nó sẽ lớn hơn thành những cơn vừa tháng 9 vừa qua thì quý thầy cần sẽ tùy theo tình hình thực tế mà sẽ gia cố thêm hoặc là có những biện pháp phù hợp để làm sao cho hạn chế tối thiểu nhất về sự thiệt hại vật chất cây cối ở trong chùa. Với tâm thế chủ động của chư tăng ni, hy vọng rằng các tự viện tại miền Trung sẽ an toàn, giảm thiểu thiệt hại trước thiên tai để tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho người dân trong giai đoạn khó khăn sắp tới.